là trên người phía yến vậy là ta đã hại chết tỷ tỷ của ta là ta nàng yên tâm ta sẽ giúp nàng trả thù xét dù xa hắn rốt cuộc là ai chứ vì sao hắn lại hạ độc thủ như thế này với tỷ của ta ai nhìn vô đây đồ cũng đều biết chỉ cần chị ái sốt hơi thở cuối cùng Vậy sao hắn còn phải làm như vậy chứ Ta không hiểu Thật sự không hiểu Cô ấy đã mất đi giá trị lợi dụng Đây là giết người diệt khẩu Thì đây tí công lực của ta không đủ Không thể chính tay bắt được hắn Tỷ tỷ của ta Tỷ ấy là người thân duy nhất của ta Là người thân duy nhất trên đời này của ta Ta phải làm sao Tim <laughs> của ta Đau đớn quá Ta hiểu Ta hiểu hết toàn bộ những lời đàn đó Tỷ 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 ta tưởng rằng lợi dụng chìa khóa vàng có thể dụ được kẻ chúng mua đứng đằng sau không ngờ mà mối bây giờ còn sót lại đều ở chỗ sát vô xích ta chỉ đem chuyện chìa khóa vàng ta biết nói Hoàng thái hậu biết đưa tìm được chìa khóa vàng rồi mau đưa cho ai ra hoặc thái hậu đem chuyện này nói ai biết đây cả đời của đan độ thật đáng thương cô ấy cùng đan phượng là gặp bé gái sinh đôi bị ta tục lạc hậu cho rằng điệp báo không lành dù sự muốn giết chết cô ấy kiến bằng dương muốn cô ấy được sống tiếp kết quả bốn năm sau chiến loạn, cô ấy cho rằng là sự trừng phạt ông trời dành cho mình từ đó coi việc phục quốc là sứ mạng đang phượng nói đúng chính bởi vì sự ngu muội lạc hậu kiến bằng dương triều rơi vào kết cục bi thảm như ngày hôm nay là do dân gia nào có thể biết được như là ta nói từ chỗ hoàng thái hậu chứ Lưu tiểu phụng sao ngươi không đi hỏi hoàng thái hậu Chiếc chìa khóa dạy thứ tư về trục đồng tâm đang ở đâu? trọng tài sát dù sa Sát dù sa là ai? Sát dù sa đang đầu bông ba nhiều năm như vậy Cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi rồi Đang đầu cả đời này Đều bị cơn ác mộng phục quốc dày dò Bây giờ Cuối cùng tỷ ấy cũng được giải thoát rồi Không chỉ là đang đồ đâu Nàng cũng vậy Ta không biết Có lẽ Phải qua hai ba năm nữa Ta mới có thể nói cho chàng biết cảm nhận của ta Nàng yên tâm ta sẽ tìm ra được xác vô xích dẫn hắn đến trước mặt nàng những lời tỷ ấy nói trước khi chết làm ta vô cùng kinh ngạc tỷ ấy lại cùng với xác vô xá âm mưu để mua được làm hoàng hậu giúp đỡ cho tỷ ấy phục quốc rốt cuộc dạy dương gia có biết chuyện này không ngày ấy có phải là chủ nhân không ta thật sự muốn lập tức đến phủ dạy dương tìm ngày ấy hỏi cho rõ ràng này đừng nóng dội. Chuyện này cuối cùng sẽ được được trao rõ ràng mà thôi. Ta lại vô cùng lo lắng. Đã đồ chết rồi. ban mối chìa khóa già hoàn toàn đứt đoạn. Xin lỗi. Là tỷ tỷ của ta hạ độc. Mới xảy ra chuyện quyết án sóng gió này. Chỉ cần sáu vô xích một ngày chưa chết. Ta cùng hắn số buồn cũng gặp nhau thôi. Bây giờ người ta lo lắng chính là nạn ta đã nghĩ xong rồi đợi sau khi tìm được chìa khóa vàng ta sẽ dẫn tuyết nhi và cho có của tỷ tỷ ta trở về núi kim bằng ở nơi đó yên tĩnh sống nốt nửa đời còn lại vậy thì tuyết nhi sẽ thấy chán muốn chết đó trước khi nàng rời đi phải báo ta biết đó Ừ. lục tiểu phụng người nói thật sao đang đồ chết rồi sao tất cả là sự thật lúc cô ấy chết tại hạ cũng có mặt ở đó tại hạ và đan phượng đã chung cướp cô ấy đang đồ chết rồi vậy trục đồng tâm đâu đan phượng nói tại hạ biết sáng vô xích đã lấy đi trục đồng tâm và chìa khóa bây giờ phải đồ. làm sao đây tuy là kẻ hãm hại hoàng thượng đã chết rồi nhưng chúng ta vẫn không thể cứu được hoàng thượng thái hậu hãy bình tĩnh tại hạ còn điều tra được manh mối mới lục tiểu phụng hoàng thượng bây giờ không còn sống được bao lâu nữa chính là bởi vì vậy hy vọng thái hậu có thể trả lời một vấn đề rất quan trọng trên tại hạ có chìa khóa vàng. thái hậu từng nói với những ai vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi chuyện này? Sao dĩ đang đồ chủ động tìm tại hạ là bởi vì cô ấy nghe nói tại hạ có chìa khóa nhà. Nhưng mà cô ấy không nói ra ai là người nói cô ấy biết. Điều đáng tiếc nhất cho tới khi cô ấy chết chính là cũng không nói ra ai đứng đằng sau sai khiến Hà độc quan thượng. Khởi bẩm Thái Hậu và Dương Cầu Kiến bây giờ đang chờ ở ngoài cửa. Thái Hậu hay là đã dạy dương đến thiên điện chợ không cần mời dạy dương vào đây tuân chỉ lục tiểu phụng ai gia chưa từng nói với ai về chuyện chìa khóa vàng ngươi lui xuống trước đi thái hậu à ngừng nghĩ kỹ lại đi Nhi thờ sẽ tỉnh an mẫu hậu tại hạ cáo lui vì một ả đàn bà mỗi người một kẻo ý nghĩa sao chứ nếu như thái hậu không nói cho bất cứ ai biết chỉ khó vàng nào trong tay ta thì sao đang đâu biết được chứ không lẽ mẫu hậu sáng sớm này đức dương đã đến phủ con hỏi thăm được đó đức dương đã bày tỏ suy nghĩ với ai gia bằng lòng đem quyền kế thừa nhường lại cho con ai gia đã đồng ý với hắn rồi mẫu hậu như thần không thể chấp nhận sự sắp xếp như vậy được làm như vậy triều đình sẽ hỗn loạn đứng lên đi đứng lên trước đi tạ ơn mẫu hậu Mẫu hậu mẫu hậu nhất định phải tin Như thần đối với ngài vàng Trước nay chưa từng có ý gì hết Hai mươi năm trước Một núi không thể có hai hổ Ai gia vì nâng đỡ ca ca của con lên làm thái tử Không thể không tàn bạo ra tay khống chế đảng phái của tỉnh Dương Đến cả con cũng ra khỏi kinh thành Cuối cùng ca ca của con đăng cơ rồi Vì cách làm của ai gia hơi quá đáng Khiến cho không ít đại thần trong triều chống lại nhưng ai gia vẫn luôn cho rằng chỉ cần hoàng thượng chăm chỉ diệt nước thì tự ác sẽ phục được lòng người. Tất cả những gì nghĩ trước đây, theo thời gian lâu ngày, dần dần cũng sẽ không còn được nhắc nữa. Sau khi hoàng thượng lên ngôi, chăm lo việc nước, trong giai luận triều đình, đất thật là luôn làm rất tốt. Như vậy vẫn chưa đủ. Dài triều thần si mê đuổi theo quyền lợi, tham lợi xấu xa, lại không nhìn thấy sự thánh minh của hoàng thượng, một lòng ngấm ngầm kết bè phái, muốn đưa người mình phò trợ lên ngôi, âm mưu có được nhiều lợi ích hơn. Chính vào lúc này, hoàng thượng bị đang đồ hạ độc, hoàng thượng gục ngã thế này, liên lụy tự dương bị giết, tỉnh dương chết về tạo phản, dục dương bị giam lỏng trốn khỏi ra ngoài, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Mẫu hậu yên tâm, như thần có lòng tin tìm ra được tung tích của chị khóa vàng cho và trung trọng tâm. Chỉ cần như thần có thuốc giải, những chuyện phiền não này sẽ tự tiêu tan thôi con nói thì đơn giản bây giờ đang đồ đã chết chịu khóa vàng và trục đồng tâm không rõ tung tích nhưng hoàng thượng sắp đến giới hạn tính mạng nguy hiểm vô cùng mẫu hậu đang đồ chết rồi sao mẫu hậu mẫu hậu đang đồ chết rồi chuyện trị khỏi bệnh cho hoàng thượng hết hy vọng rồi Cuối cùng con có thể chuẩn bị cho việc đăng cơ. Mẫu hậu, Nhi thần vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Với lại hoàng thượng các nhân tự ác có thiên tướng, nhất định sẽ khổ tận cam lai. Trong lòng ai gia, càng hy vọng con có thể sống được yên ổn, làm một dương gia nhàn tự do. Nhưng tình thế ép người, ai gia đã không còn ai để chọn nữa. Ai gia có thể để con trở thành trữ quân. Nhưng con nhất định phải hứa với ai gia, sau khi đăng cơ phải tiếp tục điều tra hung thủ. Nếu không thì dù con lên ngôi vua, ai gia cũng có cách lôi con xuống. Lùi xuống đi. Tước Hương, Tô Hợp Hương, Quắc Hương, Canh Giới, Cao Lương Hương, Hậu Bổn, Tô Cảnh, Tân Dì, trích Tiêu, Hậu Bổ. Ông đi chuẩn bị đủ, mấy loại thuốc đó giúp ta, sau đó ta sẽ nói cho ông biết bao nhiêu phần lượng. À được rồi, ta lấy ngay. Ừ. Họ công tử à? Không được rồi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thái Y nói cậu mau chóng qua đó một chuyến, ông ấy e là không xong rồi. không cần đâu. Mãn lâu, ta có chuyện muốn nói với con. Được, mời lão sư nói. Có một chuyện giữ trong lòng ta đã hơn nửa đời người rồi. Vậy dương gia, ngài ấy không phải là con ruột của tiên hoàng đâu ba mươi năm trước tiền đây vẫn bình ngự giá thần dinh đi một cái là mấy tháng trời hoàng thái hậu có tư tình với kẻ khác Còn mang thai nữa không ngờ lại sinh ra một bé trai bé trai đó chính là dễ dương thế hậu cầu xin tiền đế, tiền đế tự bi. Nên giấu nhẹm chuyện này đi. Tiền đế bảo thái hậu thề độc. Có thể để cho đứa bé này sống trên đời. Nhưng tuyệt đối không được có hàm muốn lập dị. Trước khi tiền đế bằng hà, Ngài ấy đã đem chuyện đó nói cho ta biết. Giang Sơn tuyệt đối không được rơi vào tay dễ dương, ngày ai ngâm ngập, để lại một mật chiếu. Một ngày nào đó, thay hậu nuốt lời, thì sẽ có người đứng ra công bố mật chiếu này với thiên hạ à, đó. Đến lúc đó thì, chắc chắn sẽ gây ra phong ba tanh mũi máu. Ừ. Lão sư Học trò biết phải làm gì rồi Qua thái y, thuốc cầu cần đây. Trước tiên dựa theo đơn thuốc Dùng lửa nấu Lát nữa ta sẽ qua đó À được rồi Vậy dương gia Ngài ấy Không phải là con cháu ruột của tiền đế Nhưng mà luận theo thứ tượng gia dế Không thể là dạy dương được Ta thật sự không biết lòng vua có cái gì hay tranh giành ngai vua này á bao nhiêu dân gia mất mà ăn luôn rồi đúng đó nó đúng lắm theo ta thấy á nếu dân gia buông bỏ ngai vua là điều sáng suốt nhất tóm lại còn sống tốt hơn mọi thứ à, dạ à, 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 dạ đúng rồi à đúng rồi hai ngày nay qua thần ấy các người á sao rồi hả à, ông ấy bận rộn nghĩ cách tìm đủ mùi vị tìm đủ mùi vị sao để ta coi sao À, ông coi, coi Sách này là giết nè. Qua thiếu gia. Lục vinh Quynh. Quynh đến đúng lúc lắm. Quynh chúng ta đọc những thứ này đi. Ừ. Ở đây cả ngày rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Ra ngoài uống rượu. Giờ nãy, Quynh trò chuyện với các thế y suốt. Tại sao biết ta ở đây cả ngày rồi? Còn không phải là gì dễ dương, thừa kế ngày vàng sao? Chuyện này nói ra đúng là khó mà. Chúng ta ra ngoài nói chuyện thì hơn. Huh. Lục Tiểu Phụng, lời ta nói xác thực vô cùng. Và dương gia không phải xuất thân chính thống, cho nên kẻ tuyệt đối không được thực kế ngài vua. Qua thiếu gia, quên tin tưởng những lời thấy y nói thật hay sao? Ta đương nhiên là tin lời ông ấy. Trước khi gia sư qua đời, mới đem bí mật này nói ra. Tuyệt đối không thể là nói dối trong cung vẫn luôn có tin đồn thân thế và dân gia không trong sạch chỉ là bản thân ông ta không biết thái hậu thật sự muốn nâng đỡ và dư gia hay sao tình hình trước mắt cho thấy thái hậu không còn sự lựa chọn nào khác Qua thiếu gia theo đạo lý vệ dương từ lâu đã quen cuộc sống tiêu dao tự tại ông ta đồng ý làm vua không chút do dự hay sao giờ đây cũng không phải là do ông ta lựa chọn lý thấy y còn nói tiên đế có một mật chiếu một khi vệ dương nâng cơ sẽ có người dạy trần làm thiên hạ đại loạn, sinh lên đồ thắng. Tiên đế muốn dùng mật chiếu khống chế thái hậu chứ này thật là hiểm. Là vào đúng lúc này Đang đồ đã chết. Đang đồ chết rồi sao? Tại sao chết vậy? Bị sát vô xích ít chết rồi. Họ là đồng bộ với lại sát vô xích còn cướp đi trục đồng tâm. Như vậy thì vì phước rồi. Đúng rồi. Quên làm thế nào biết được Ta đã làm ra ba chiếc chìa khóa vàng giả Nói Thái Hậu biết Ta muốn dùng đó làm bồi Dù tên gian tế trong cung ra Làm như vậy Quả như đang đồ biết được tin tức Nhưng mà điều ta thật sự không ngờ Thái Hậu nói với ta Bảy không hề nói chuyện này với bất cứ ai Nếu như đã vậy Thì rốt cuộc đang đồ làm sao biết được tin tức Cho nên ta nghĩ Trong suốt chuyện này là có một người đang nói dối Vậy hai ngày nay Phía dục dương gia cũng không có đồng tính gì sao Phía ông ta Lại không có chút đồng tính gì Ông ta không dám tiết lộ cao thủ hắc y là ai Do ông ta kiên quyết phủ nhận hắc y cao thủ chính là sát cho xích Nè Hoàng Thái Hậu có nói cho Huynh biết Bà ấy nói với ai chuyện Huynh có chiều khóa dài chưa Để muội đoán xem có phải là dạy dương không? Thái hậu phủ nhận Bà ấy nói là tuyệt đối không hề nói với bất cứ ai Vậy thì đúng là Có quỷ ám rồi sao? Không lẽ đúng là có một cái thuần phong dị luôn đặt bên cạnh Thái hậu Người tới thôi dục tập dương gái dương rồi. Trong cũng Dục dương cũng trong cung rất nhiều tay mắt Theo muội nên bắt ông ta trước Muội ngốc hả? À? Bắt dục dương gia hãy y cao thủ sẽ chạy mất Tới lúc đó chúng ta không tìm được xác dương xích rồi Sao huynh biết Sau khi bắt được dục dương gia xác dương xích sẽ không xuất hiện Chủ tử của sáng châu xích là hoàng thân quốc thích nào còn không biết. Nhờ hắn mà dương nam kích tây thì sao? Thân ở nước tạo dương tâm tại hắn. Để bây giờ là sáng châu xích lo lắng nhất. Là tìm ra ba chiếc chìa khóa vàng còn lại thôi. Chúng ta phải nghĩ ra cách ép sát vô xích. Xuất hiện ra, tìm ra ba chiếc chìa khóa vàng thật. tuyệt đối không được đã thảo kinh xạ. Khiến hắn biến mất khỏi cõi đời. Nếu không một chút thì hoàng thượng sẽ quy thiên rồi. Ta cũng sẽ bị chém đầu luôn đó đừng mất tự tin vào bản thân. Trời sập xuống nhưng còn có mũi đỡ cho huynh. Bây giờ không phải là lúc ủ rũ thất vọng. Nếu dọng. như trời sập xuống mà ta cần mũi đỡ giùm ta, thì ta có còn là nam nhân hay không? <laughs> ừ. Ừ. Nè, mũi là nữ nhi đó. Tóc tai rối bời, không vú lại hay sao? Mũi chính là vậy mà, không thích mũi có thể không nhìn mũi mà. À, ta đột nhiên nhớ tới. Bây giờ ta không có mùi đúng là không xong thiệt ha Hả Ngày mai mùi giờ cung giúp ta tìm qua mãn lâu Vì sao Bà chủ nói ta biết Cờ đây trong kinh thành đột viên có rất nhiều nhân sĩ võ lâm Bọn họ đến đây để mở đại hội võ lâm hả? hả Đơn giản như vậy thì đã tốt rồi Đám người này kéo tới đây Đều là những kẻ dông mạng Chỉ e là sẽ xảy ra chuyện thôi Quỳnh nghi ngờ có người chiêu mộ sát thủ võ lâm Tối qua sau khi ta tiễn của cụ ra quà Bây giờ đã không thể quay về Dương đại nhân tìm ta thương lượng vài chuyện À Có chuyện gì vậy Mấy người không phải là đang Mày muốn hành động sao Không phải Dương đại nhân nói Muốn chúng ta sớm sắp xếp và chuẩn bị Ừ Vậy thì tốt Vậy thì tốt Thấy vọng là ông có thể nhắc của cụ ta bất cứ lúc nào Bảo mấy phải kiềm chế Chúng ta đang lực có hạn, còn chưa đủ hoàn thành đại nghiệp. Hỗn hộ ta vẫn chưa hạ quyết tâm. Ta phải suy tính tỉ mỉ hơn nữa. Dược gia, chúng ta thật sự không thấu rõ hành động của Thái Hậu và Dễ dư, cho nên chúng ta phải chấp lấy thời cơ trước. Tiên cơ tất nhiên là quan trọng, nhưng mà nếu như sức mạnh không đủ, ra tay trước, ngược lại vì có vẻ mà bị hạn chế, mau chóng bị đánh cho tơi tả, Dương gia ngài yên tâm Tôi sẽ cố thuyết phục Dương Đại Nhân Những chứng cứ có hiệu mà trước đây chúng ta có được Hy vọng có thể giúp ta qua bên chính đại hồi cung Hơn đâu Có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ông Năm đó ông đã cứu mạng phụ hoàng ta Ông ấy đòi ông từ chỗ ta qua đó Là một trong 12 ám vệ dạ của ông ấy Vô cùng coi trọng ông Cho tới một hôm Ông ấy lấy chuyện trộm cắp là cớ Phải ông tội chết còn tru di củ tộc. cái nói là Thái Hậu, cũng chính là Hoàng Hậu khi đó bảo ông làm như vậy. Nếu ông là đại nội thị về lại đi trộm cấp, tuyệt đối không thể tha thứ. Cũng chính là vụ án đầu tiên. Trong lịch sử kể từ khi bốn triệu thành lập vì trộm cấp và tru di củ tộc, thật là không thể ngờ nổi. Hận đồng, năm đó rốt cuộc là ông đa cấp thứ gì? có giá trị liên thành kiếm phụ hoàng căm phẫn đến như vậy chứ ta ta đã trộm tình cảm của người khác ông đã trộm tình cảm của người khác sao cũng tức là ông đã yêu người ông không nên yêu đó là người trong hậu cung sao thật không ngờ ông lại giống ta như vậy đều yêu người phụ nữ ở bên cạnh hoàng thượng đều là người từng đau lòng thái hậu nương đương tình trạng hôm nay của hoàng thượng sao rồi vẫn như vậy khởi bẩm thái hậu tại hạ nghe nói Đức Dương Gia đã buông bỏ chuyện thừa kế ngay vàng rồi. Bây giờ người kế thừa có lẽ là Vệ Dương. Không biết đây có phải là thật sự chắc chắn rồi không? Ta cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Đức Dương kiên quyết bỏ quyền lợi, Dục Dương lại không rõ tung tích. Vị trí kế thừa không thể để trống được. Qua mạng lâu, những việc này đều là kế sách tạm thời. Tuy Ai Gia hận thù những kẻ đó không mang đến sự sống chết của Hoàng thượng, nhưng thực sự lại là, trong triều bây giờ, lòng người rụt thịt, để đè nén giả tâm của chúng, Ai Gia buộc phải tiến hành phân phối quyền lực, để những người có lòng riêng đều ngậm miệng lại. Nếu không, Hoàng thượng vẫn chưa tắt thở, e rằng chúng ta phải đối đầu với đời vua mới. Tại hạ hiểu khó khăn của Thái Hậu. Chỉ là, tin tức này, công bố quá sớm, có phải tuyên cáo chậm một chút thì mới ôn thỏa hơn không? Thái hậu xem Qua mãn lâu Thường ngài không thấy người quan tâm đến chuyện chính sự như vậy Tài hạ không dám Tài hạ chỉ hy vọng Thái hậu đường đường có thể cân bằng lợi ích thiệt hại của hai bên Cho nên Ai gia và ngươi Đều không muốn dễ dương ngồi lên ngai vàng Chỉ cần ngươi trị khỏi cho hoàng thượng Tất cả chuyện này sẽ không xảy ra Ngươi hiểu ý của ai gia không Thái hậu Ý của Thái hậu là vì thấy hậu đã lựa chọn Diệp Dương làm người thừa kế ngai vàng Cho nên Tài hạ phải cố gắng hơn nữa Để cứu hoàng thượng Chính là vậy Trường gia Thứ tội cho tài hạ mạo muội Hình tung của ngài đã bị bại lộ rồi Tình thế vô cùng nguy hiểm Tài hạ không khuyên được ngài Hết cách rồi Phải mời Dương đại nhân đến đây để quyết định Dục dương Lục tiểu phụng đã mò được đến đây rồi cho thấy chỗ này không còn an toàn như chúng ta đã tưởng. Không thể ở lại đây được, lập tức đi đi. Cứu cũ à, dựa vào quan sát của cháu, lục tiểu phụng hắn không hề có ác ý đâu. Cháu đó, cháu cũng không phải không biết, lục tiểu phụng và vệ dương, tư giao thân thiết. Nếu giờ hắn báo cáo với vệ dương tung tích của cháu, thì đó mới là đại sự không hay đó. cứu <laughs> cũ à, nếu đúng là thật thì Vậy thì cháu bây giờ có thể yên ổn ngồi đây hay sao? Dược gia Không thể không đề phòng kẻ khác Được, được, được Cũ, cũ à Hân Đông Nè, hai người ngồi xuống trước đi Ê... Chuyện đã đến mức này Người bị dính liếu vào quá nhiều Dù là suy nghĩ về những người đó Cháu cũng không nên lơ đến như vậy. Cái xà khục nói thì nói hận đông đi. Ông ấy ngày nói dương gia gặp nguy hiểm nên tính mạng, chẳng nói thêm lời nào, ông ấy làm dội đến đây rồi, còn bảo hiểm tới đây như vậy, cứu cháu ra nữa. Cháu nói xem, nếu như cháu gặp chút bất trắc gì, kết cục của ông ấy sẽ như thế nào đây? Dương gia, năm đó ngày liều chết để giấu tại hạ đi. Nghĩ đủ mọi cách để cứu tại hạ ra khỏi kinh thành, tại hạ mới có thể sống đến hôm nay nuôi bên ngàn ngày dùng trong một lúc tại hạ đã sống chui lũi nhiều năm như vậy chính là vì mong có một ngày nào đó báo đáp cho ngài hơn đâu nhớ năm đó chúng ta tình như thủ túc không cần nói những lời này đâu hai người yên tâm không chỉ là hai người mà còn có cả nhà dương thị tất cả những người ở dính líu vào ta không để mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm đâu ờ vậy thì cháu phải mau Người trong triều đối với thân thế của vệ dương từ lâu đã có lời đồn là tiền đế đã để lại mật chiếu. Đang Ê... Đáng tiếc, mật chiếu này không đập trong tay ta. Nếu không thì bây giờ đã công bố nó rồi. Tuyệt đối không để vệ dương kế vị thay đổi triều cương, hỗn loạn huyết mạch của hoàng thất. Chúng ta phải xuống tay thật nặng để xoay chuyển. Cháu mới là chân mệnh thiên tử đó. không có di chiếu của tiền đệ chứng minh về dương không phải con ruột bảo ta hạ lệnh giấy binh mưu phản chính là nghịch với ý trời ta tuyệt đối không thể phạm tội mưu phản đúng rồi của cũ củ à cái nói lục tiểu phụng sắp tìm ra hung thủ đứng đằng sau rồi đây mà chưa xuất hiện thì không biết đến khi nào nữa muốn xoay chuyển cũng không được đức dương buông bỏ quyền lực để thể hiện thành ý với dễ dương rồi cháu mà không xuất hiện thì sẽ đúng ý của hắn lúc này còn nói là cái gì danh chính ngôn thuận nữa buộc phải quyết đánh đến cùng tóm lại chỉ một câu thôi ta tuyệt đối sẽ không bu phản lập loạn mấy ngày nay trong kinh thành xuất hiện rất nhiều nhân sĩ gió lâm có cảm giác là bọn họ do ai đó gọi đến mới tụ hội ở kinh thành. Bây giờ không khí trong kinh thành đúng là khác hẳn với ngày thường. Trong triều đình cũng nhiều điều dị nghị. Ông dấu phong ba đang ngầm nổi vậy. Ta không hiểu, vì sao không thể để cho dạy Dương làm vua chứ? Thuận theo thứ tự kế vậy là quy định chết cũng không thay đổi được Hoàng thượng. Tuy nói là ai cũng không muốn Hoàng thượng chết, nhưng nếu dạy Dương làm vua chưa chắc không phải là chuyện tốt. À, tính cô đương, cô tuyệt đối đừng ăn à nói lung tung. Chủ gì Hoàng thượng bây giờ vẫn chưa băng hà, huống hồ nơi này là hoàng cung cẩn thận tay dách mạch rừng <laughs> tiêu rồi tiêu rồi lúc nãy suýt nữa thì ta gây họa rồi ờ à, đúng rồi quỳnh có tìm thấy mùi vị của xác vô xích chưa lục tiểu phụng nói mùi rất đặc biệt đó là mùi gì chứ là thơm hay thối hay là trong đó có vài loại mùi thơm mục đích là đánh lừa cứu giác của ta nhưng cái mùi nó phản phất qua một chút là không ngửi thấy nữa rồi sao lại có thể lợi dụng mùi thơm để tìm ra tung tích của hắn chỉ bằng kiểu mùi thơm đã bại lộ thân phận của hắn rồi người này rõ ràng là người ta có quen biết mùi thơm này là dùng để đối phó ta còn nữa ta thấy giọng nói của hắn cũng là giả hả thuộc dịch dung đến cả giọng nói cũng có thể thay đổi sao những người nhìn thấy được như mọi người các cảm giác khác đều không nhạy bằng ta ta có thể thông qua sự khác nhau về giọng nói mùi vị và khí lưu để phân biệt thân phận của từng người qua mãn lâu huynh lợi hại quá đi nhưng mà nghĩ lại trong số những người ta quen biết, không có ai lớn tuổi như vậy. Nói cũng đúng. sếp vô xích đã hơn 50 tuổi rồi. Ừ. Nhưng chẳng ai nhìn thấy mặt của hắn. Không biết bộ dạng thế nào nữa. Quân có chắc chắn là tên sát vô xích đó là người có 20 năm trước. Cô nói rất có lý. Thế nào? Nhưng mà ngoài hắn ra, đâu ai biết quả lông trưởng. Hả? Nè. Có lẽ hắn đã dạy cho người khác thì sao Giống như sư phụ ta đã dạy thiên nhãn thường công cho ta Theo suy luận của thời gian Bọn họ có lẽ đến gần dạy dương phủ rồi Những người này đều là do lâm cao thủ ta mời tới Đã dẫn tiền Tuyệt đối trung thành Nhưng bọn họ đối phó dạy dương quá là đơn giản vô cùng Thanh bại phải coi thử hôm nay Chúng ta cứ ngồi đợi tin tốt của họ đi Đại nhân Dạy dương không biết võ công thật sao đã làm rõ thực hư chưa Quá mạo hiểm đó Ta biết Dục Dương cũng muốn đợi thêm Cho nên hành động lần này ta không nói cho nó biết Nhưng bây giờ chúng ta Còn có năng lực đấu với Thái Hồ và Dệ Dư Nếu đợi tới khi Hoàng thượng băng gà Dệ Dư kế gì đâm lấy binh quyền Lúc đó chúng ta không đấu nổi đâu Cho nên Phải nhân lúc thời điểm quan trọng này Hành động đi

Có thần Bây giờ ai gia muốn đến dạy dân phủ Xin thấy hậu dừng bước thì chức lo lắng là trong phủ có thích khách Nếu là như vậy Ai gia càng phải đến đó Thế hậu không cần lo lắng đâu Vừa qua giờ hợi thích khách đã bị tiêu diệt sạch rồi Hậu và tên binh chết và bị thương Chứ gia không sao đâu Bây giờ đã giờ đêm Vì sự an toàn của người đều đi tì hơn Lục Đại Hiệp cũng mãi là quên kịp thời báo tin Nếu không thấy hậu Nhất quyết đợi đến dân phủ để thăm dạy dương Lục Tiểu Phụng Người biết thích khách từ đâu đến không thái hậu gần đây tại hạ phát hiện ra có vài nhân sự do lâm đến kinh thành hành tung mờ ám đang âm mưu chuyện gì đó nhìn nãy tại hạ đã đến dạy dương phủ thăm dò thích khách đều là người trong giang hồ có người bỏ tiền mời họ đến đây mục tiêu chính là dạy dương gia đã bắt được thích khách chưa đã tra hỏi chưa Ai đàn chuyện này thái hậu thất vọng rồi bọn tại hạ không tìm được ai hết những cái này đều là sách thủ chuyên nghiệp vô cùng tôn trọng quy củ giang hồ bọn chúng hành động thất bại rồi toàn bộ uống, uống thuốc độc tự dẫn Uống thuốc độc tự dẫn sao? Không thành công thì thành nhân Ngươi có thể điều tra ra Kẻ chủ mua mua chuột chúng đến giết dạy dương là ai không? Thái hậu à Tài hạ sẽ điều tra ra hung thủ thật sự Ăn nói với Thái hậu và dạy dương Trời tướng quân Làm phiền quân hội tổng Thái hậu nương đương, đương Quá dạy nghỉ ngơi Thứ hoàng cung xin nhờ quân lo liệu Thái hậu Mời Hả? Hoàng Nhi Hoàng Thượng à Hoàng Nhi, con sao Hoàng rồi Qua Mãn Lâu, có phải Hoàng Thượng nghe thấy tin tức gì rồi không Nên đã bị kinh hãi Thái hậu, Hoàng Thượng ngày ấy Bây giờ, tình trạng vô cùng không ổn Độc trùng rất có khả năng Đã lan ra lục phủ ngũ tạng. Ý của người là Thứ lỗi cho tại Hạ nói thẳng Có lẽ Hoàng Thượng Chỉ còn lại thời gian 20 ngày hai mươi ngày sau hai mươi ngày sau thái hậu mẫu thân xin lỗi con <laughs> xin lỗi con Hoàng Nhi Cha vẫn chưa ngồi Ông ta chưa đi xa đâu Để ông ta đi xa một chút Ta thông báo quang bình đến lục xét đây Ngài yên tâm. Dương đại nhân đã đi được khác, sắp hợp mặt nhau rồi. Chúng ta không tính đến chuyện bên cạnh triệu Dương lại có cao thủ tài giỏi như vậy, có thể chống chọi. Chúng ta đã khinh địch rồi. Trong chuyện này, tại hạ phải chịu một phần trách nhiệm, nên sớm phát hiện ra. Nhưng mà ta cũng từng khuyên Dương Đại Nhân lập tức dừng tay. Nhưng không thể ngăn cản ông ấy được. Thật ra, cả đời của cụ ta hạ mình trước người khác, hy vọng có thể một đòn trở mình. Nhưng mà thành sự thì phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân quả. Chỉ bằng chí khí, căn bản là hành vi lỗ mãn. Không có lợi ích gì đâu. Sao có thể thành công được đây? Đúng là tại hạ nên. Vừa nhận được tin tức thì báo cho Dương Gia. Có lẽ ngài có thể ngăn cản được ông ấy. tại hạ hối hận quá. À, thật ra, làm vui thì sao chứ? Hận đâu ta lại thật sự mong hoàng thượng sớm khỏi bệnh. Dù anh ấy tiếp tục lo quốc sự, yên định triều chính, có người ai cũng có số không thể miễn cưỡng được, không thể cố gượng cướp lấy. Chỉ đáng tiếc của cụ ta không hiểu những điều này. Chuyện đã đến mức này, ông cũng đừng tự trách mình nữa. Được gia, ngài đã trách phạt tại hạ nhiều nhất mới đúng. Nếu như ban đầu, tại hạ chủ động cứu ngài ra, thì sẽ không đến nỗi này đâu, nhưng gia không cần phải bỏ trốn. Ê, hey, hận đông à, Chuyện này sao có thể trách ông được chứ? Ông là người trung thành. Chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho ta. Bây giờ ta đúng là có hơi lo lắng. An nguy của nhà cô cũ, cũ. Ờ, đến nơi chúng ta ổn định lại thì sẽ gặp được như đại nhân. <laughs> lục xét cho ta dạ dạ không được tha cho bất cứ ai đó thái hậu tại hạ không tìm thấy dục dương gia căn nhà đó chẳng còn ai cả Trừng khắc định tình hình phía bên ngươi thì sao khởi bẩm thái hậu tuy chức và nhiều người đã lục xét suốt cả đêm nhưng không tìm thấy tung tích của dương đại nhân người nhà cô mấy đâu trên dưới nhà hộp dương không có một ai cả cả nhà Dương Thái Phó, hơn 100 người, sao có thể trong một đêm mất tích vô tâm vô tích như vậy? Thái hậu à, hành động ám sát nhà dạy Dương gia cũng là do dưới đại nhân sắp đặt rồi. Ông ấy từ lâu đã chuẩn bị xong hết. Một khi ám sát thất bại, lập tức rút khỏi kinh thành. Lục Đại Hiệp, ta phát hiện thấy mật đạo trong phủ nhà Hội Dương. Đã có mật đạo. Ta nghĩ, đúng như là huynh nói họ đã chuẩn bị từ lâu. Trời tướng quân, bây giờ tất cả lối ra kinh thành đều bị phong tỏa có trọng binh canh giữ nữa do đại nhân không đi xa được đâu lục tiểu phụng ngươi đi điều tra tung tích của dục dương lại không điều tra được bất cứ manh mối nào tại hạ đúng là vô dụng không tìm ra tung tích của dục dương thế này xem ra hành động ám toán quá chắc chắn là do dục dương và dương thái phó hợp tác rồi hai người này quả nhiên liên thủ với nhau thái hậu à có lẽ dục dương ông ấy không hề biết chuyện này không biết chuyện này thì sao lại bỏ trốn chứ rõ ràng làm chuyện xấu này chột dạ hành thích quân đệ thủ túc là tội không thể tha dục dương ngoài mặt vô dụng chỉ thích những thứ nhỏ nhặt trước nay không hề hỏi chuyện quốc sự thì ra trong lòng hắn lại ẩn giấu âm mưu lớn như vậy thái hậu à tứ các con người không được như thay đổi đâu sao ngươi cứ nói giúp cho hắn chứ ngươi có chuyện gì giấu giếm ai ra sao bây giờ tội của hắn và dương thái phó chứng cứ xác thực thế này không gọi là mưu phản thì ngươi cho rằng thế nào mới Nếu là mưu phản, phản thì là sao mấy lại không dùng hắc y câu thủ đâu tiểu phụng Ngươi không cần nói thêm nữa Ai gia không hề phán đoán nhầm Chứng cứ xác thực Lục huynh Có chuyện gì hãy mau nói đi Ta phải mau chóng đến về dương phủ Ta biết Ta về từ chỗ Thái Hậu tới đây ừ. Lục Tứ Phụng cho rằng Chuyện này không nhất định là do dục dương chủ mưu À tính à Mùi biết rồi hả Để tự ta nói được không vậy à, Mùi nói sai rồi hả Mùi nói không sai nhưng mà Dừng lại đi Hai người có thể đừng đấu khẩu được không Lục huynh Quỳnh nói cho ta biết Đến về dương phủ nơi chú ý điều gì Đừng tiết lộ tin tức Đúng rồi Nhớ tính cùng đi